Chiều ngày 4 tháng 11 trên quốc lộ 5, đoạn qua địa bàn phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, đã xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 4 xe ô tô. Cụ thể là các xe ô tô mang biển kiểm soát 89A21463, 34A36277, 99C07862 và một chiếc xe ô tô hiện chưa rõ biển số sau khi va chạm đã di chuyển trước khi cảnh sát giao thông có mặt tại hiện trường. Cả 4 xe đều đang lưu thông theo hướng từ phường Bần Yên Nhân về xã Dị Sử. Cú tông mạnh khiến 3 xe ô tô đều bị hư hỏng nặng và gây ùn tắc trên quốc lộ 5. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cảnh sát giao thông thị xã Mỹ Hào đã có mặt tại hiện trường, phân làn và điều tiết ách tắc giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.